Dạ Vũ xin chào bà con các bác trở lại màn ảnh này. Hôm nay thì về hôm qua gãi kim 155/2019 đó, còn lại gắt chân nhôm nè. Đó. Cầm gắt chân nhôm như bỏ ốc. Gắt chân nhôm, hôm qua nó dính ba đất đỏ tùm lum, rửa sạch sẽ, bữa nay rửa sạch sẽ là bán cho bà con đây. Chúng ta sẽ gắn vô phu chờ 2, phu chờ neo và phu chờ ít chứ quay A, chờ chạy hai cục thun còn em ta. Hai thông gin sắt hai lớp nè. Thông gin sắt hai lớp không có mì mòn gì cho nghe, thông gin mà nó bị nứt rồi. À. 2019 tới giờ mà nứt rồi nè. Thông gin còn xài tốt bình thường, mặt lên mặt xuống cốc 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 đó. Cái này tụi em có rửa và bắn cát sạch sẽ ra nha, hôm qua nó dính đất đỏ dữ lắm, quan trọng cái giá thôi. Game 125 cứng khừ đó, lên xe bao êm bao ngon luôn, cứng khừ hai cục thun còn chắc chắc luôn. Rồi đã bắn cát sạch sẽ đẹp trai thì giờ chúng ta gắn thôi. Đó, lên phu 2, phu neo, phu x, quay A, R, S, cặp các chân nhôm này với hai cục thun luôn, bán có 500 ngàn. ghé rồi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì cũng còn luôn nha. Rồi. Đây xuống kìa ơi. 500 ngàn ghi vô cặp các chân nhôm 500. Đó, gắn chiếc neo là bao đẹp. Gắn vô cái bô của neo là vừa luôn nha. Có cặp một à, cái này có rửa sạch sẽ, bắn cát rồi. Hôm qua nó dính đất đỏ, nó rửa sạch sẽ, bắn cát rồi xài luôn, không có làm gì nữa chứ. Hai cục thun còn ok đó, thun gin có nứt nứt nhưng mà vẫn là ok, mới xài luôn. Rồi đưa bỏ ốc, có bỏ ốc gin 155/2019 hôm qua nè. Cái này là bán chung với cái bộ khóa, đâu có đưa vô đây ốc khóa đâu, bán chung với ốc khóa. Cái này là ốc gin 155/2019, hàng không có được cọp thì mình bán cái giá hữu nghị cho người ta xài thôi. Đó, nguyên bộ ốc dàn chân luôn, gắn neo đồ được chân nha. Chết mẹ, không có nó dính ba đất đỏ nè, ba mũi. Rồi ốc này có rửa sạch đẹp rồi đó, ngâm dầu luôn rồi nè. Nó không có đẹp cọp như bên đó người ta tới 1,000,000 đặng. Còn ông này là nó cũng đẹp hơn chiếc xe neo của mình ở quê mình. Nó cũng đẹp hơn chiếc xe neo nè, đó thấy không? Rồi thì cái này mình bán giá mấy, cái này đưa vô. Cái này riêng, cái này là của cái thằng Bắc Yên. Cái yên bán chưa được thì gỡ bắt yên bán ra bán. Rồi cốt trước cốt sau. Rồi đầu còn xanh xanh trắng trắng, không có được đẹp cọp. Xanh xanh trắng trắng không được đẹp cọp. Vậy bó ốc kim 125 này anh em về xài lên neo là vừa luôn, cái độ là vừa luôn đó, không có sáng quá mà không có tối quá, thì về lại xài luôn. Ủa nó có lông đen, mấy ốc đó ra hả? Có mấy miếng lông đen đó ra hả? Có 3 miếng lông đen, 3 con ốc. Sao có miếng lông đen về dục vậy? Đây bà con coi nha, ốc mà lên xe vừa lắm nha, giờ là gắn neo luôn. Có hai con tán cốt nó xấu quá trời luôn, nó dặn con này chết luôn. Dặn này ốc không có kho nè. Rồi bó ốc này bán cho bà con là giá siêu thị nhanh tay thì còn 450.000 bó ốc kim 105 về thay vô chiếc Chanel. Đó, có những con dừa, những con dừa bắt bưng lòng này không thay được nè. Lấy được hai con ốc này. Ủa đợi con hả? Có, cái đủ thắng này vô Chanel không có dừa đâu. Cái ba cái mũi nó vô Chanel không vừa đâu. Đó, mấy khác là vừa hết nha, bắt tăng sơn nó vừa hết. Rồi cái cốc trước là vô Chanel không vừa đâu, muốn vô được phải lấy cái cốc quy hay mà lấy không cái cốc quy hay mà quay vô con này bán. Rồi 450 ha, nãy mới nói 450 ha. Rồi bó ốc này 450 ghi viết miếng giấy bỏ vô. 450.000 bó ốc kim 155/2019 hàng này ui ui. Giờ xài lên chiếc Chanel luôn, đừng gam nghe chạy. Gam thất bại nghe, ui ui nó vừa xài á. Chanel mình bèo quá phải không? Đó. Rồi ai muốn mua cái cốt trước để gắn vô Chanel nè, cốt trước quay hàng mờ nè, 100.000 bỏ vô. Rồi hốt cái này xuống đi, đợi viết miếng giấy thì ghi vô 450.000 ra ốc 2019. Rồi đây là bó ốc cọp, đây ai dọn Chanel cọp thì đây lụm đó. Ốc 2022 cọp thì cái bộ này là 1,5 triệu nha, bộ này không có hàng đâu, có duy nhất một bộ thôi, không có bộ thứ hai. Đây là thông cùi dĩa nè, thông cùi dĩa riêng luôn, chưa mẻ, chưa bể, chưa gì nè, gắn phu neo là vừa luôn nha, phu 2, phu neo với phu ít.
Chị đâm siêu thị hả? Rồi tiếp theo là bộ ốc này 1,5 triệu nha, hàng siêu VIP nha. Đó, nhận chức năng cổ nè, ốc phục nè. Bà con không có tìm được cái bộ thứ hai như thế này đâu. Lên chiếc neo là bao em nó pin nè, trời trời. Nhìn nó chảy nước miếng, chảy nước miếng. Có ốc ghi đông siêu thị nè. Mấy ốc nhận này nè. Nhận chức năng cổ nè. Lò xo chứ bắt lưỡi câu nè, hết thường không. Rồi với thông này, nó cục thông này là chúng ta mua 100.000 không có đâu, thông zin nè, không có. Rồi 150 đó, bên này là hổng là đếm hết trơn là nhiều chi tiết, 94 chi tiết hả? Đó, bọt mới chát luôn nè, thấy chưa? 94 chi tiết. Thì giờ chưa có đếm thông cầu dĩa đó là 4 chi tiết là 100 chi tiết. Chưa đếm. Còn ai muốn vô neo á là phải mua thêm cái cốc trước. Cốc trước quay hàng mờ tức là nó sẽ dài hơn cốc này, cái cốc này nó thiếu găng. Nó dài hơn cốc này này. Đó, chúng ta vô mới được, chúng ta vô xe neo nó mới đủ cái găng nè, thấy không? Nó dài hơn này khoảng 4 găng nè, nó mới đủ, nó đủ tiêu chuẩn đó nè, 5 găng nè. Đó, ok. Cây cốc này là 100.000 nữa. Rồi, cho qua đây. Rồi đưa mâm ra, mâm với ba gai xuồng. Còn mấy cái khác lên trên với mình thằng con này đi. Ba gai xuồng. Ba gai xuồng có thằng qua trăm mười thái mới dài là 600.000, ba con ngồi cũng phu Chanel nè. Nó có cái đợt thì chữ Honda, có đợt thì không có chữ nha, chuyện đó bình thường. Cái chợt đợt để chữ phu neo bình thường. Tại nó bỏ mẫu liên tục, nó không có giữ mẫu cũ, nó sẽ sáng tạo liên tục vậy đó. Cái này của công ty nhà máy sản xuất tại Việt Nam, không phải Thái Lan. Hàng cao cấp, hàng loại 1, xi sáng đẹp cao cấp, 600.000 một cái ba ga xuồng, bao rung lắc luôn nè. Bao gơ lắc, không gơ, không lắc, rồi xi sáng đẹp, thấy hình sư phụ luôn nè. Nó thấy cái hình của mình trong đó luôn nè, ok ha. Rồi xi mặt trái và mặt phải, hàng cao cấp nè, không xi rất đẹp. Cái này là 600.000 một cái ba ga xuồng. Rồi cho qua. Đây là quay 110 thái, xe gắn quay 110 thái, quá trời đẹp luôn nè. Quay alpha lốc trắng, lốc đen, ZX quay alpha cộng, 600.000. Ok, nè mà quay luôn, bao rung lắc, bao gà. Cái kiểu này mà gà gì? Gà cái gì mà gà, gỡ lên không nổi nè mà gà. Đó, quá ngon nha. Hôm bữa bán cho anh kia, anh mua cái ba gai xuồng gì 450, ba gai xuồng lô á. Cái nước xi nó màu cam mà, đâu phải như của mình đâu. Nó là loại 2 rồi, đâu phải lông 1 đâu. Rồi, cho qua luôn, 450. Mâm đây, bỏ hai cái này xuống đây. Cái này từ khi quay gời nó còn quay chung nó được khó bán lắm. Rồi mâm Fullet hôm nay còn 3 cặp nữa là dứt điểm, 1-2 ngày nữa là sẽ hết. Và khoảng 10 bữa sau mới giờ được 5 cặp thôi, lên lịch đã có lịch rồi. Đây là hàm mâm Fullet gãi xe 2,1 triệu một cặp. Mâm gãi xe 100% chưa xài, mới chát luôn. Đó, tại vì mua gã từ trong hết ra mà, từ trong hết ra thì người ta lên bánh chỉ hoặc người ta không xài mâm này, mà người ta xài mâm mâm đó đó, mâm dạng xuân hay là thứ ba, mâm kiểu cái vỏ đó đó, vỏ bên đó, đó mâm kiểu này kia nọ, người ta chịu, cho nên mâm này nó dư ra. Thì lâu lâu một cặp, hai cặp, ba cặp thì mình lấy thẳng từ trong hết á, một cặp, hai cặp, ba cặp thì nó mới lòi ra được 5-6 cặp bán cho bà con thôi, không có nhiều. Rồi một cặp mâm ghim như vậy có bật đạn nè, không có má nha, là 2,1 triệu. Ai mua má thì mua thêm cái má mới thì 180 nữa. Rồi bên đây là xài cốc công tơ đề mét nè, bên đây là xài cái đĩa bằng đó. Thì cái đĩa bằng bên đây Thái mình cũng có bán, cái đĩa bằng của mình là 450 của Thái, 4 ốc đĩa của Thái thì 100.000, còn 4 ốc Việt Nam thì 40.000 có luôn đó. Ai muốn mua gì mua, có đầy đủ. Mâm ghim cả xe chưa xài, mới chát luôn nè. Cái keo của con ốc đĩa nó còn dính trong đây xanh xanh nữa nè đó. Mâm do công ty siêu hết, sản xuất công ty siêu hết là công ty Nhật Bản, hợp tác với Việt Nam làm ở Đồng Nai á, là công ty này nè, siêu hết Honda đó. Rồi một cặp 2,1 triệu không bao ship nha, còn tính tiền ship nữa đó, bà con nào mua tính tiền ship vô đó, mới chát vậy nè nè, siêu hết Honda. Rồi cho qua đây, rồi bỏ xuống luôn này, đây là đồng mới rồi nè. Rồi
Đây hôm nay có bình xăng con của 110 Thái full 1 với ghim 125 và bình e điện. Rồi đưa hai cộng dây ga luôn, khui thùng luôn. Trước tiên là bình quay 110 Thái thì 1.4 triệu một bình, margin Thái Lan này, đất đài 2023. 1.4 triệu một bình đây, số xài xá xị nha. Rồi KFL đây luôn, đó. 1.4 triệu bình, xài im bóc, bóc lắm, bóc gam ti những nhờ bóc mà nó ít hao xăng nữa. Vậy mới mua chứ hao xăng mua làm gì. Rồi, một bình xăng con quay 110 Thái thì nó sẽ sử dụng cái cộng dây ga có luôn, dây ga quay 110 KFL 120.000. Dây ga 110 KFL 120.000 đây. Nó ai muốn mua theo, đưa theo. Rồi dẹp này luôn. Tiếp theo là full chờ 1. Full chờ 1 mà dít này là dít ba ke nha, không phải dít dẹp nha. Đúng, full chờ 1 là dít dẹp này, dít ba ke hàng mới của Thái Lan KFL luôn. Đó. 1.4 triệu KFL 861 ma danh Thái Lan 1.4 triệu. Rồi cộng dây ga của Thái luôn, của 110 Thái KFL đó. Đó. Thì 120 luôn đó, ăn mua chạy im bóc ít hao xăng. Xe nhà đang sử dụng mấy hai xe đang sử dụng hai bình đó đó. Rồi đây là bình xăng có ghim 125. Đó, Thái mới. Thái mới hàng chính hãng cao cấp 1.4 triệu. Đó. Đây, ghim 125 1.4 triệu. Nè. Cái này có cộng dây ga của full Chanel là 100.000, bạn xài vô cái bình này 100.000 luôn đó, mà còn mua gắn vô 100.000. rồi cho qua. Rồi đây là bình xăng con mới của thằng e điện là 1.8 triệu. E điện 1.8 triệu sử dụng cái cộng dây ga full Chanel đó, bình xăng con e điện có cộng dây điện nè. Rồi, bình xăng con mới e điện hàng cao cấp 1.8 triệu cho qua. Cộng dây ga 100.000 sử dụng chung luôn. Rồi cho qua dẹp luôn. Đây là cái bội của quay 110 bán 400.000, không giờ bán được, người ta xài cứng chắc ai cũng khen cái bội cứng ngắt. Cứng dữ thằng. Thì ở trước một con ốc, ở trên một con ốc dưới hai con ốc. À, gỗ lồng sau. Gỗ lồng sau 400.000 một cái, gỗ qua 110 mới của Thái Lan xịn. Rồi. Cho qua luôn 400. Có bố ba càng, có quy hàng mờ, bao ba càng ba búa, bao xịn sò mất con đầu luôn. Nếu chúng ta thay vô mấy xe mình á thì mua thay vô 620.000 bố ba càng ba búa nha. Đây là Honda Thái Lan hãng nha, Honda Thái Lan hãng là sản xuất 23. Vô cái xe nào 125 được, full mập, full led, EGX, Blast gì được hết nha. Nếu mà anh em vô full neo phải không, thay bố ba càng Thái nè, 620.000 wow im luôn. Quay y full 2, full neo, full s, full mập, full led là mua này gắn vô. Ba càng ba bố, bố nó chàng mép ra vậy nè, nó xài mới im. Còn bố mà nhiêu đây nó xài không có im nha. Rồi 620.000 bố thắng đĩa trước của Thái Lan, bố thắng đĩa trước một bích tông. 160.000 của Indo, còn mấy bộ nữa nè là 160.000 một bích tông bố thắng đĩa full mập, full led, EGX, blast rồi đó. Thằng nào thắng đĩa một bích tông là xài này, hai bích tông hết rồi, hai bích tông vài bữa mới về, hai bích tông thì 200.000 hai ba ngày nữa là của quy hàng mực á. Rồi một bích tông này 160.000 cho qua. Cái này là bên sườn có tem lửa, bên sườn tem lửa GN5 đó, hàng Thái Lan xịn. 550.000 ok luôn. Còn một cái má đầm trước của thằng ghim 125 siêu đẹp luôn, mới chát luôn đó, 5 xị 4 xị hả, 10 muối hả. Rồi 10 muối ở đây bán 4 xị nè, muối bố có, nó có hai mòn bố và 4 xị 400.000 mã đầm số 2 trước kim 105 400. Cột tích Kagawa mới giờ đã phục vụ cho bà con, tích Kagawa màu trắng si. Nó lên full mập, full led, EGX, blast là xài bao êm bao bền khỏi bàn luôn. Cái hàng này là 3.8 triệu một cặp, cột tích Kagawa màu trắng si. Thương hiệu của Nhật Bản, hàng nội địa Nhật, không có xuất khẩu nha.
Nó hàng này hàng xách tay vậy. Tetka Gawa, thương hiệu của Nhật Bản, xi trắng sáng đẹp cung mình thái tử luôn. Đây. 3,8 triệu. Một cái hộp nó vậy đó, bên trong nó có hai cái phuộc và mấy miếng lông đền nè. Tem nó vỏ phuộc vậy nè. Cao qua. Rồi xin chào bà con cô bác nha, hàng bà con cô bác là clip sau nha.